chào quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh Cần Thơ Ký Sự. Cũng tiếp tục cập nhật chương trình nước lên mùa nước nổi anh Phú Cần Thơ quý vị. Hôm nay là ngày 31 tháng 10 2023, đoạn cách mạng 8 quý cô chú. Hôm nay cũng có một cái tin vui, đó là thành phố đã xây một cái con đập ngay chỗ cầu Cái Khế quý vị, đã chặn được cái dòng nước vô chỗ bờ hồ và hồ Sáng Thổi sau lưng đại học Cần Thơ. Hiện tại thì cái cánh mà chỗ cách mạng 8 trở lên Bình Thủy thì mới có nước, còn những nơi như chỗ trung tâm, ví dụ như cái gánh mà chỗ hồ Sáng Thổi, Trận Đạo thì chung là không có nước, đã được lấp cống. Đây là cái đoạn của cách mạng 8 ngay chỗ bệnh viện Hòa Hảo đó cô chú. Thì cũng có thấy hôm nay công ty Hồng Đức ra cứu hộ và ở những cái nơi mà miệng cống rồi đó thoát nước đó, cũng bố trí một cái anh công trình đô thị giống như mà chợ lá cây hoặc là bụi bặm đó, đóng ở chỗ cái miệng cống á để mình khai thông dòng chảy cho nó nhanh á, rút lẹ. Hiện tại theo cái đồng hồ là 8 giờ 20 sáng của ngày 31 tháng 10 2023. Cũng cập nhật tình hình nước lên mùa nước nổi thành phố Cần Thơ quý vị. Thì hiện tại thì đường cách mạng 8 và khu vực Bình Thủy thì có nước ngập theo chiều cường. Còn ở trung tâm thì đã rút đó cô chú, cũng tin vui ha. Nhắc lại cô chú là ngay cái đoạn chỗ trước cổng của bệnh viện ha, Hòa Hảo và công ty xe Toyota. Rồi một số tình hình cập nhật sáng nay của ngày 31 tháng 10 nha quý ông bà. Rồi mình chạy tiếp một đoạn ha. Rồi xin mời. Chung là tạm thời ổn, nước đã rút rồi. Cái này là đã rút nhiều hả anh ha? Rút nhiều chưa? Nhiều anh ơi. Nhiều rồi. Cái hướng trên này còn thôi, dưới đã chặn rồi đó, chặn vòng rồi. Thấy ok đó. Thấy ok, tối với sáng nay có cái khu gan á, thuận lợi cho mấy bé đi học. Hồi sáng lên nhiều không? Chỗ này lên nhiều không? Cao. Cao ha. Mà hiện thời là chủ yếu mấy cái hẻm á. Em chàng vô chỉ vô mấy đường hẻm thôi chứ cống. Cống đã đóng rồi. Cống dạ tương đối. Ồ vậy cống mừng ha. Mừng cho thành phố mình. Ok. Chợ ra ra đường cống thôi. Chuyên đường ngập chính thức là hết rồi ha. Chặn rồi. Giờ nước vô mấy cái ngõ thôi, ngách mấy đường chính bây giờ nó còn ổn. Vậy là nhiệm vụ của anh là coi gác ghế rồi móc đúng không? Giờ rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Rồi, cảm ơn luôn, đi. Vậy là sáng của ngày 31 tháng 10 cái chỗ chặn dòng chỗ sông Cái Khế phát huy tác dụng nha quý bà. Rồi tương đối là tốt rồi quý ông bà, điều đáng mừng ha.
dặn dòng thành công. Cái này là ngay chỗ ngã tư của đầu đường Nguyễn Văn Cừ đó quý ông bà. Mình nhìn vô đồng hồ là 8 giờ 31 phút của sáng ngày 31 tháng 10. Nước nó quặn xuống cái cống của chú. Trong cái hẻm này vẫn còn của chú ơi, chạy vô vòng hẻm 144A. Ha. Này cô chú làm nâng cao cái nền quá trời luôn, cũng sợ ngập ha. Tiếng hẻm vẫn còn chưa rút. Wow, sao ra đây. Khó ra dữ á. Wow. Đây là tiếng hẻm nha quý ông bà. Thấy nước đã rút nhiều mà chỗ này nó vẫn còn không? Chưa khô hẳn ha. Vẫn còn nước. Nó ngập nhiều không? Buổi sáng lên tới đâu ạ? Tới cái mí cát đó ha. Quá trời. Bây giờ cái cạnh ở trên này có thôi, với trung tâm Ninh Kiều chặn dòng á hết rồi. Trận đạo với Lý Tự Trọng rồi hết nước rồi. Chỉ còn trên khu vực này thôi. Dạ. Đây là tiếng hẻm 144A quý ông bà. Rồi ra đường cách mạng 8 lại. Để mình đọc khu vực 5 phường Kế Kế, hẻm 144A đường cách mạng 8. Tám giờ 30 nó là tương đối khô ráo rồi quý ông bà. Một bên là quẹo Cùng Khương, một bên là vô đường Nguyễn Văn Cừ.
đây tuyến đường Nguyễn Văn Cừ đã chính thức khô ráo như quý mặt. Rồi mình vô lộ Nguyễn Văn Cừ nha. Rồi, tương đối khô ráo rồi cô chú ơi. Vậy là lên hồi lúc sớm, khoảng 5 giờ bắt đầu lên Lai Gai rồi. Tới 6 giờ. Rồi nguyên đoạn Nguyễn Văn Cừ lúc 8 giờ 30 ha, khô gan luôn. Khô và khô. Rồi một số hình ảnh sáng nay cập nhật tình hình nước mùa nước nổi thành phố Cần Thơ quý ông bà, là chỗ Cách Mạng tháng 8 ha và đường Nguyễn Văn Cừ. Một cái tin vui là đã chặn dòng cũng như là tương đối tốt thành công ở chỗ sông Cái Khế ngay cầu Cái Khế quý ông bà. Sáng nay tối hôm qua và sáng nay là lý tự trọng Cách Mạng 8 và bờ hồ Sáng Thổi và bờ hồ Quỳnh Cương là khô, chung là tương đối khô ráo, học sinh đi lại rất là thuận tiện luôn. Rồi cô chú anh chị xem video vui ha, yêu thương kênh ủng hộ kênh cho một like video để ủng hộ chương trình, cảm ơn và cảm ơn. Sức khỏe của cô chú anh chị và hẹn lại những video tiếp theo. Cô chú anh chị chưa đăng ký kênh thì bấm vào nút đăng ký để được thông báo video khi chương trình phát hành. Cảm ơn, chúc sức khỏe và xin một like để ủng hộ. Rồi cảm ơn luôn.